Chào anh em nhé. Đây tôi hôm nay có cái chổi mòi đấy anh em. Cái này thì thằng em nó trồng lâu rồi anh em, cũng vài năm rồi đấy. Thì trước đây thì là một cây cao, một cây tông cao, thì hôm nay tôi sẽ cắt nó đi anh em ạ. Cắt bớt thì để tạo thành một cây, nói chung là mình tạo thành cây bonsai để mình chơi chậu thôi. Nếu mà để thế này thì chỉ trồng đất để chơi ăn trái thì được, chứ còn chứ bonsai thì nói chung là nó hơi cao anh em. Thì hiện tại là nó có 4 thân anh em, 4 thân. Thì trong cái cảnh thì 4 thân thì người ta cũng ít khi người ta chơi anh em. Một là 3 thân, 2 là 5 thân. 3 thân thì phải bỏ đi một thân, mà 5 thân thì phải nuôi thêm một cái thân nhỏ nào nữa. Đây là xung quanh đây thì nó cũng có rất nhiều những cái thân nhỏ đây. Mình có thể nuôi một thân nữa lên để làm 5 thân anh em. Nó chỉ một thân nhỏ, nó điểm điểm mà thôi, thì nó nằm ở cái một cái tầm thấp thôi. Thì nó là 5 thân rồi. Chứ còn 4 thân thì nhiều người ta, nói chung là trong phong thủy thì người ta cứ nói là sinh lão bệnh tử. Đến chữ số 4 là nó là tử, nó không đẹp. Nên kiêng vậy thôi, chứ còn mình mà chơi thì cái cảnh mà chơi mà không phong thủy thì nó cũng bình thường thôi anh em ạ. Thì trước hết thì tôi cứ thu ngắn nó lại đó. Để 4 thân và nuôi thêm một thân nữa là 5 thân nhỏ phía bên góc bên kia. Đây, như thân này thì đây này, cái điểm nó chia cành như này. Nó mà nằm ở cái điểm này thì quá đẹp rồi. Nhưng mà nó nằm ở trên này thì chắc buộc phải thu lại đây anh em ạ. Mình tính lâu dài chứ mình không tính gọi là nếu mà chơi nhanh luôn, chơi luôn thì mình để luôn cái này. Làm lâu dài thì sang năm là cảnh nó ra là như ngón tay mình uốn là nó đã có như tay chốt, nó đẹp rồi. Đất này là lỡ cắt là phải cắt lại luôn. Thằng này thu đây. Thằng này thì thu đây. Thằng này thì nó chỉ tầm này thôi. Đây bộ rễ thì cũng trồng. Đây, nó cũng thuần hết rễ rồi. Khá nhiều rễ. Rễ cám. Tại vì trồng vài năm rồi nó thuần thuần bộ rễ rồi. Cây này khá dễ, những cái rễ cao này có thể là mình cắt đi. Bỏ hết đi. Để nó nổ cái cốt của nó ra anh em ạ. Đây. Cây này thì rất là già và cốt rất là đẹp. Thế giờ tôi sẽ xử lý cái này anh em xem cho vui nhá.
Đây anh em, cuối cùng thì cũng cắt xong rồi đây. Cây này sau này sẽ trồng thêm một cái dáng này anh em ạ. Và nếu mà mình nâng bệ lên thì nó sẽ đến tầm này anh em ạ. Nào, cây này đẹp. Có một cái thân này bay. Thân này bay xong này có những cái cành bên cánh gập này như này bay ra. Rất là đẹp. Có nghĩa là khi cắt lại hình thế này là mình có thể là nhìn thấy khi nó hoàn thiện đấy anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ quay một vòng cho anh em xem nó có đẹp không nhé.